Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai thứ sáu từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ năm 29 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu bản tin xảy ra sự kiện xảy ra tại Cambodia là tối ngày hôm qua. Một sòng bài ở giáp biên giới Thái Lan bị cháy và có ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó bao gồm cả các công dân của Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan. Và con số người chết này có thể tăng lên nữa, đó là theo các giới chức địa phương cho biết như vậy. Hình ảnh trên video quý vị thấy đó là cho thấy là những cái người mà đến cấp cứu đó, họ tìm cách cứu những cái người khách bị kẹt ở trong cái sòng bài, cũng như nhân viên ở trong đây. Đây là cái sòng bài như tôi nói là ở gần biên giới Cambodia và Thái Lan. Và cũng hình ảnh trên đó cho thấy là có nhiều người tìm cách trốn khỏi cho nên một cách tuyệt vọng nhưng mà không kịp. Và sòng bài này có tên là Grand Diamond City, ở trong cái khách sạn đó cùng tên luôn. Và cái khu vực này là khu vực Poy Pet ở gần biên giới Thái Lan. Quý vị nhớ Poy Pet là trong thời kỳ mà chiến tranh Cambodia với Việt Nam đó. Đây là cái điểm mà chính mà người ta đi qua bên Thái Lan, đặc biệt là cái nhóm Pol Pot hồi đó đi qua để cái thành phố này Poy Pet. Và chuyện này xảy ra vào khoảng là 12 giờ đêm ngày hôm thứ tư và phải 2 tiếng đồng hồ sau, tức là 2 giờ chiều ngày thứ năm mới được dập tắt. Xin lỗi quý vị, như vậy là hơn 12 tiếng chứ, hơn 12 tiếng. Đó là theo như cái cơ quan mà thông tin của Cambodia cho biết như vậy. Và người đại diện cơ quan này cho biết là ít nhất 19 người bị thiệt mạng cho đến bây giờ. Và có thể là có thêm nữa. Và ngoài 19 người chết này có 60 người bị thương. Và đó là con số mà có thể nói là, thưa quý vị, gần 80 người vừa bị thương vừa bị chết. Và như tôi nói hồi nãy đó là ở trong này họ nói luôn có cả người Việt Nam nữa. Cái đề tựa thì nó không nói là có người Việt Nam, nhưng mà vô đây nói là bao gồm người Thái Lan, người Trung Hoa, người Malaysia, Việt Nam và Cambodia, như vậy là 5 sắc dân bị chết trong này. Và cái sòng bài này bây giờ những cái người chết đó không có chỗ để, họ phải đưa vô tạm thời vô cái chùa gần đó, cũng như những người bị thương được đưa vô đó để chăm sóc. Chúng ta biết là bên Cambodia đó, người Trung Hoa họ qua Trung Quốc đó, họ qua đó họ mở sòng bài rất là nhiều, đặc biệt là những vùng biên giới, chẳng hạn đi giáp với Thái Lan, giáp với Việt Nam. Và gần đấy chắc quý vị nghe mấy cái vụ mà ở tỉnh An Giang đó, có ít nhất là 2 vụ những người Việt Nam qua đó làm bên sòng bài và bị ngược đãi về mặt lao động. Rồi họ bỏ chạy, cho một vụ là mấy chục người bơi qua cái sông để về bên Việt Nam thì có một người bị chết đuối. Rồi sau đó nó có một cái sòng bài khác nó cũng kế tỉnh An Giang đó. Thì người ta thấy cái cảnh là những người Việt Nam bỏ chạy và nhân viên an ninh ở đây chạy theo và đánh họ. Đó là cái chuyện mà bây giờ người Trung Quốc qua bên Cambodia mở sòng bài rất là nhiều, và đặc biệt là ở vùng biên giới. Bởi vì sao? Dân Cambodia đó thực sự, thưa quý vị, là họ không có nhiều tiền để mà họ đánh bài. Nhưng mà dân Thái Lan và dân Việt Nam thì có, nhất là dân Việt Nam thì mê cờ bạc, nhất là những cái vùng mà ở phía Nam và phía Bắc. Rồi bên Việt Nam thì có sòng bài nhưng mà lại không cho công dân Việt Nam chơi. Anh muốn vô sòng bài chơi phải có cái passport người nước ngoài thì mới được. Ví dụ nếu quý vị là người Việt Nam, quý vị đi về Việt Nam, quý vị có thể vô sòng bài nếu quý vị được passport Mỹ. Còn người Việt Nam thì không vô được. Đó. Thành ra những người Việt Nam mà họ thích đen đỏ, đỏ đen thì họ đi qua biên giới. Qua biên giới, thành ra đó lý do tại sao mà những cái sòng bài của Trung Quốc thường mở giáp biên giới. Và nhiều tin tức cho biết là các cái sòng bài này thường thường, thưa quý vị, nó không có đủ an ninh về cái mặt mà khi mà có vấn đề khẩn cấp như thế này. Bởi vì thưa quý vị, họ bỏ tiền ra rất là nhanh và họ hối lộ cho các nhân viên địa phương, thành ra thông qua rất là dễ dàng. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy ở bên Cambodia nó như vậy. Thành ra mỗi khi có chuyện xảy ra thì thường thường là cái số người chết rất là nhiều. Bên phía Bộ Ngoại giao của Thái Lan cho biết là họ đang làm việc với lại chính quyền địa phương ở tại Cambodia để coi như là giải quyết và cũng như tìm hiểu bao nhiêu người Thái Lan chết, bao gồm là họ cũng khi mà cháy đó họ cũng đưa cả xe cứu hỏa sang luôn để mà giúp chữa cháy cho cái sòng bài này ở thành phố Poy Pet. Ở bên phía
Thái Lan đó thì bệnh viện họ nói là họ chữa tất cả là 79 người, bao gồm trong đó là 30 người Cambodia và 8 người Indonesia, tức là khách đến chơi bài đó, hay là nhân viên chúng ta không biết, nhưng mà đó là bên Thái Lan họ sẽ biết như vậy. Còn bên Cambodia thì nó là 19 người chết, 60 người bị thương. Như vậy là số người bị thương có thể rất là nhiều. Và như tôi nói đó, bên Việt Nam cho đánh bạc, nhưng mà dân Việt Nam không đánh bạc. Còn bên Thái Lan đó, đánh bạc là bất hợp pháp, bất hợp pháp. À, nhưng mà ba cái quốc gia mà gần Thái Lan đó, như Miến Điện, Cambodia và Lào thì lại cho đánh bạc, đó, lại có những sòng bạc. Và đặc biệt là Cambodia, à, họ dùng cái kỹ nghệ mà gọi là đánh bạc để thu hút khách du lịch. Đó, đó là một cái chiêu về du lịch của họ. Thì thường thường đó, thưa quý vị, như vậy là những cái vụ mà chết người ở trong các cái sòng bài đó, thường là có người Việt Nam và người Thái Lan, là bởi vì nó nằm gần biên giới hai chỗ này. Cái vụ này làm ta nhớ lại hồi tháng 8 cũng có một cái vụ mà cháy ở một cái hộp đêm ở tại bên Thái Lan, làm cho 26 người thiệt mạng. Và hồi tháng 9, thưa quý vị, chúng ta nhớ ở Bình Dương, Thủ Dầu Một cũng có một vụ cháy cái phòng karaoke, làm cho 32 người thiệt mạng ở tại Bình Dương, Việt Nam. Thì đây là cái tình trạng mà thưa quý vị, các cái sòng bài và các những cái nơi này thường thường là họ không có đội đủ cái điều kiện về vấn đề an toàn như chữa cháy. Nhưng mà như tôi nói đó, ở những quốc gia này họ hối lộ, họ làm rất là dễ, thông qua nhiều lắm. Nhân tiện nói chuyện này thì cũng nói luôn là bây giờ ví dụ ở Việt Nam đó, mấy ngày nay nếu quý vị mà coi báo hay là quý vị nắm thông tin quý vị biết đó, công an họ đang đi bắt mấy anh mà đăng kiểm từ Hà Nội xuống tới Sài Gòn luôn. Mấy đăng kiểm này bây giờ phát hiện là gì, ăn tiền hối lộ để cho những cái xe được thông qua. Ví dụ xe tải anh tự nhiên anh làm nó dài ra thông qua. Xe ví dụ như là cái vỏ xe nó mòn, đáng lý không được vận hành, không được lưu hành, thì chi tiền cho đăng kiểm vẫn cho lưu hành. Đó, đại khái như vậy. Và bên Việt Nam bây giờ có khoảng 37.000 chiếc xe nằm trong trường hợp đó. Đó là cái chuyện mà đây là tôi nói hối lộ cấp thấp thôi đó, không phải là cấp cao, là cấp thấp thôi. Thì có những cái chuyện như vậy. Anh Long có tin gì thêm về chuyện này không? Tôi nhớ đến cái chuyện anh nói về vụ đăng kiểm. Thì ở Việt Nam chúng tôi có đọc một cái bài báo nói về cái chuyện có một cái nét văn hóa mới trong cái chuyện mỗi lần đem xe đi đăng kiểm, là đố anh cái chuyện gì anh biết không? Chuyện gì? Chúng tôi để quên tiền trên xe. Cứ mỗi lần đem xe ra đăng kiểm thì có người nào cứ bỏ quên tiền thôi. Sao anh cố tình để quên hả? Sao anh cố tình quên? Anh cố tình để tiền, anh cố tình để quên tiền đó, rồi sau khi tôi kiểm nghiệm đó, tôi đăng kiểm, tôi kiểm soát rồi, tôi sao anh cố tình quên không trả lại, lượt bỏ túi luôn. Thì đó một chuyện. Trở lại cái chuyện mà cháy nhà cháy sòng bạc ở tại Cambodia, thưa quý vị, thì theo CNN đăng tin, họ có phỏng vấn một trong những người mà thuộc những cái nhóm mà cứu cấp bên Thái Lan đi sang qua cứu cho cái vụ hỏa hoạn ở cái sòng bạc này. Thì một người trong cái nhóm cứu cấp bên Thái Lan tên là Pirapan có nói với đài CNN rằng là họ nghi ngờ rằng cái vụ cháy nhà nó bắt xuất phát từ một cái nhà hàng nằm ở cái tầng dưới của cái khu của khách sạn của này. Khách sạn sòng bạc này có sòng bài luôn. Rồi họ nói rằng lê thêm một cái chuyện là họ chính mắt chứng kiến những người mà bị cháy nhà nhảy từ trên lầu cao nhảy xuống luôn, nhảy xuống rồi gãy chân. Rồi một cái điểm nữa, bên Thái Lan phải đưa xe cứu hỏa qua là bởi vì những xe cứu hỏa của Cambodia ở ngay tại chỗ đó mà xe mà không có thang để mà leo lên lầu cao. Tại vì họ không bao giờ nghĩ là cháy cao đến như vậy. Cái vấn đề là đây là một cái chi tiết phải nói rất là quan trọng trong cái chuyện mà các thành phố đưa ra những kế hoạch để mà đối phó với tình trạng khẩn cấp, và trong đó cứu hỏa là cũng là một cái tình trạng khẩn cấp. Sở dĩ cái lý do này mà chúng tôi chú ý thì cũng có trong thời gian vừa qua chúng tôi sống ở các thành phố ở miền Nam California này. Khu vực chúng tôi nhiều người đặt nhiều câu hỏi rằng là tại sao những ngôi nhà ở đây không có những ngôi nhà cao tầng, nhiều tầng. Thì chúng tôi cũng rất là thắc mắc. Sau đó có một dịp nói chuyện với một giới chức của thành phố. Họ nói rằng là cái vấn đề để xây một những căn nhà mà cao tầng hơn ở đây thì nó phải có một cái sự thay đổi đồng bộ trong cái hệ thống xe cứu hỏa. Bởi vì nếu mà những căn nhà dân mà bình thường bây giờ tăng lên 3, 4, 5 tầng gì đó thì hệ thống xe cứu hỏa cũng phải
có đủ để mà có thể dập tắt những cái tòa nhà cao, cho nên mà thay đổi hệ thống xe cứu hỏa là một chuyện rất là tốn kém cho thành phố. Thì đại khái là có những cái vấn đề mà chúng ta thấy ở một khu vực mà thiếu quy hoạch, giống như ở cái khu Sòng Bạc này, nơi kiếm tiền mà họ lại không trang bị đủ các loại xe để mà cứu cấp khi mà xảy ra chuyện. Đây là cái chuyện mà chúng ta nên chú ý. Không phải không đủ xe mà là không đủ cầu thang. À, bởi vì cái kỹ nghệ Sòng Bài nó đi lẹ quá, nó phát triển nhanh quá, chúng tôi phát triển không kịp. Và chúng tôi xin cảnh báo quý vị cái cảnh này, cho quý vị coi cảnh một người nhảy ở trên cái lầu của Sòng Bài xuống, cho coi cái laptop của tôi đây, kinh hoàng luôn. Đây, cái coi này, đó, thấy chưa, không có cách nào xuống mà nhảy xuống luôn đó, nhảy thấy không. Họ bởi vì lửa là cháy dữ quá, bây giờ chỉ còn nước nhảy xuống, may ra mà nghĩa là khỏe chân gãy tay thì còn đỡ. Đó đó, đây mà ông này chuẩn bị không nhảy nóng, nóng quá không chịu không nổi thì không thì tôi nói một là anh chết cháy nó hai là anh bị thương. Yes, đó đó là cảnh nên người ta nhảy đó, bây giờ phải nhảy này, nhảy này, nhảy này, đó bắt buộc phải nhảy thôi. Đó đó, nhau không kêu nhảy mà còn dính còn dính lửa trong người nữa, tức là cháy rồi, nóng quá bây giờ phải nhảy. Đây những người này có lo nhảy đó. Thì thưa quý vị, đây là cái cảnh mà người ta thâu lại được. Đó. Thì nói chung là gì? Chúng tôi xe cứu hỏa, chúng tôi phát triển bình thường. Đúng chưa? Nhưng Sòng Bài cái phát triển nhanh quá, chúng tôi không kịp có thang. Nói như vậy được không? Và... cái vấn đề Sòng Bạc anh phát triển nhanh quá, thì cái cơ quan mà gọi là kiểm soát về cái tình trạng xây cất của anh có vấn đề. Cái chuyện đó, cái chuyện của anh bây giờ chuyện cứu hỏa anh không có phối hợp được, được chưa? Tôi không thể nào tôi ngờ là anh phát triển nhanh đến như thế. Đó là câu chuyện cháy Sòng Bạc ở bên Cambodia làm cho 19 người chết và 60 người bị thương ở gần biên giới Thái Lan. Và xin quý vị đừng rời màn hình FPTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.